Lan xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của bác sĩ Lưu Quốc Bảo, bác sĩ chuyên khoa về phổi tại San Diego. Vâng, anh xin chào bác sĩ Bảo. Dạ, cảm ơn chị đã ngỏ lời mời em tới nói chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Bảo sẽ gửi đến chúng ta một cái đề tài rất là đặc biệt và rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, đó là đề tài về hospice care. Cái chữ này dịch ra tiếng Việt không được cho nên chúng tôi sẽ dùng y chang cho cái chữ là hospice care. Thưa quý vị, Vân Anh được biết là bác sĩ Bảo làm việc rất là nhiều với bệnh nhân trong cái chương trình hospice care, phải không bác sĩ? Dạ, thì em làm việc chuyên môn về phổi, nhưng mà một phần nữa của công việc của em làm là trong bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt đó. Tiếng Việt người ta gọi là chăm sóc đặc biệt, nhưng mà tiếng ICU Mỹ người ta gọi là intensive care unit, là ICU. Thì khi bệnh nhân vô trong ICU đó thì thường thường là bệnh rất là nặng. Và có một số nào đó trong những bệnh nhân đó thì không có thoát khỏi cái bệnh của mình. Thì khi cái bổn phận của người bác sĩ khi mình chữa bệnh cho bệnh nhân, mà nếu như người ta không qua khỏi cái cơn bệnh đó thì ngoài cái chữa bệnh đó, mình phải tìm cách để cho người ta bớt đau đớn, người ta phải dịu bớt cái cơn đau đi đó. Thì hospice care là một trong những ba cái gọi là chọn lựa là khi mình tới cái đoạn đường đó rồi, mình có thể mình chọn được. Thì hôm nay mình nói đặc biệt là về hospice care. Thì thứ nhất mình sẽ nói chung về hospice care trước, xong rồi sẽ giảng thêm là về những cái chọn lựa khác. Hospice care thì tiếng Việt như chị nói là không có dịch nó đẹp đẽ được. Thì trong tiếng Anh á, khi mình nói hospice care là lúc đó là khi mình đã, như mình vừa nói xong á, là mình đã chấp nhận là cách chữa bệnh, một là ví dụ như bị ung thư hoặc bệnh tim hoặc bệnh phổi hoặc bệnh thận hoặc là những nhiễm trùng hoặc là nhiều thứ khác, bệnh nhân không qua khỏi được, hoặc là ví dụ như là ung thư đã tới thời hạn cuối cùng rồi. Thì thay vì bệnh nhân phải ở lại trong bệnh viện, phải chữa trị có nhiều thuốc đau đớn hoặc là cái như vậy, thì thay vì như vậy thì một cái chọn lựa khác là mình chọn cái hospice care. Khi mình phải chọn lựa hospice care hoặc là người bác sĩ đưa ra những cái chọn lựa như vậy đó, là lúc đó là mình đã tới cái chặng đường cuối của cuộc đời rồi. Mình đau buồn phải nói như vậy, nhưng mà đó là khi mình là chặng đường cuối rồi, thì lúc đó mình cái chọn lựa một là tiếp tục chữa trị. Hai là mình thay vì tiếp tục chữa trị thì mình quan trọng hơn, mình chú ý về những cái chuyện khác, như là làm sao cho mình bớt đau đớn, làm sao mình bớt lo buồn, làm sao được mình được về nhà chẳng hạn, để cho gia đình mình được quay cuồng bên mình. Thì hospice là một cái chọn lựa như mình có thể chọn được để được những cái mục đích như vậy. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình đặc biệt cho nên không phải ai cũng có thể chọn lựa được. Chúng ta phải qualify, tức là cái qualify đầu tiên đó là khi bác sĩ chữa bệnh cho mình chuẩn định là mình không còn sống được bao lâu nữa. Cái cuối cùng là cỡ chừng một vài tuần hoặc một vài tháng, trong luật đó thì người ta nói là 6 tháng. Thì nhưng mà nó có nhiều cái trường hợp đặc biệt, là nhiều khi mình chuẩn bệnh cho bệnh nhân, mình nói ok cái này khó qua, có thể là người ta sẽ mất trong 6 tháng, nhưng mà 6 tháng tới rồi người ta có thể bình phục trở lại hoặc là sống hồi phục lại, thì lúc đó
có thể là tiếp tục hospice care hoặc là có thể mình ra khỏi hospice ra care. Ra khỏi hospice care. Yeah. Thì insurance có cover cho mình cái đó giống như là chữa trị bình thường không bác sĩ? Dạ, yeah, insurance phần đông là sẽ cover hospice care. Và cái quan trọng nữa, cái quan trọng nhất á, là nhất là Medicare. Medicare là sẽ cover hospice 100%. Dạ vâng. Khi mình thấy mình vừa nói cái requirement để mình được chọn được hospice care, thứ nhất là mình sẽ sống cỡ chừng 6 tháng trở lại. Dạ. Và cái thứ nhì nữa là mình phải có một cái diagnosis, là một cái bệnh nào đó mà người ta gọi là terminal, nghĩa là cái bệnh mà không chữa được. Yeah. Ví dụ như là ung thư. Yeah. Ví dụ như bị hư thận, hư phổi, hư gan, nhiễm trùng quá nặng mà không cách gì mà qua nổi, hoặc là ví dụ như người ta bị ruột hay như thế nào mà không có ăn uống không được, hoặc là không có thì khi mà bác sĩ phải cái đó là quan trọng thứ nhì, thứ nhất là 6 tháng, thứ nhì là phải có một cái diagnosis đó thì mới được vô hospice. Cho nên đây là cái quyền lợi thưa quý vị. Yeah. Khi mà thí dụ như là một người bệnh nhân đang bị ung thư trong giai đoạn cuối cùng thì thay vì là chữa trị bình thường và họ bằng lòng đi vào hospice care thì những cái service của hospice care thay vì chữa trị là khác như thế nào thưa bác sĩ? Dạ. Cái đầu tiên á thì mình muốn nói một chút ít là khi mà bác sĩ nói đề cập tới hospice care thì gia đình thường hay nghi ngờ, hay nói là ông bác sĩ này chắc chữa không được rồi ông mới nói như vậy. Nhưng mà thực ra không đúng như vậy, tại vì khi mà người ta nói tới hospice care, người ta đề cập tới hospice care thì hai cái mục tiêu hai cái requirement lúc trước là nói thứ nhất á là giai đoạn cuối, cái gì là có một cái diagnosis mà khi người ta chữa không được rồi người ta mới đề cập tới cái hospice care. Cái quan trọng, cái mục đích của hospice care mà cái services mà hospice care provide được á là thứ nhất á là nó muốn mô tả thêm chút xíu nữa, hospice care đây không phải là một chỗ nào để mà chữa điều trị cho bệnh nhân, nhưng mà thực ra nó gọi là mô hình của chữa trị, nghĩa là model of healthcare delivery. Có thể là hospice care sẽ được ở nhà hoặc là ở bệnh viện. Yeah. Có nhiều khi có một số hospice người ta set up, người ta làm inpatient hospice, nghĩa là người ta có bệnh viện hospital riêng nữa. Rồi mình có thể chuyển bệnh nhân từ cái bệnh viện cấp cứu cho tới cái bệnh viện hospice. Mà cái quan trọng á là khi mình chấp nhận cái hospice rồi á, là bệnh nhân và gia đình đã chấp nhận hoàn toàn là mình đã tới giai đoạn cuối. Và lúc đó mình không có quan trọng cái chuyện chữa trị mà mình quan trọng cái chuyện làm cho bớt đau đớn, làm cho bớt đau buồn, làm cho bớt lo sợ. Thì trong y khoa nó có rất nhiều cách chữa trị, nhưng mà khi mà ví dụ như bệnh nhân bị đau tim hoặc là ung thư chẳng hạn, mình cho thuốc cho nó bớt đau đi thì người ta hôn mê đi, hoặc là áp huyết nó xuống đi, thì khi mà bác sĩ mà đang chữa bệnh cho mình đó thì người ta lại không muốn cho nhiều thuốc hôn mê, không có cho nhiều thuốc bớt đau để cho bệnh nhân tỉnh dậy để chữa. Yeah. Thì khi mà mình chọn hospice rồi thì mấy cái đó không còn quan trọng nữa. Đúng. Là người ta chỉ quan trọng tới, chú ý tới cái chuyện là làm sao bệnh nhân không có đau đớn, làm sao bệnh nhân không có lo buồn, không có lo sợ, làm sao cho bệnh nhân được thoát khỏi cái chỗ mà chích thuốc rồi đâm kim rồi chở cái này đi xuống làm quan tuyến rồi đủ thứ hết, làm thời giờ của bệnh nhân thay vì ở cho phòng cho gia đình xung quanh thì cái đó người ta quan trọng hơn. Thì nhiều khi bệnh nhân quá nặng đi nên mình không có làm cái chuyện đó được ở ngoài ra khỏi bệnh viện, thì có thể tiếp tục phải làm ở trong bệnh viện. Thì khi mà làm trong bệnh viện đó thì thường thường á, nó có hai cái option khác.
làm vẫn tiếp tục hospice được, yeah. hoặc là nếu như không chọn hospice thì có thể mình chọn nó gọi là palliative care, yeah. hoặc là comfort care, là cái mình lúc đầu mình mới nói là ba cái lựa chọn khác nhau. Cái này mình muốn nói cho rõ ràng là hospice care nãy giờ mình nói, palliative care thì lại khác nữa. Yeah. Palliative care nó tương tự như hospice care, nhưng mà palliative care có thể bắt đầu từ lúc đầu lận, không cần phải tới đoạn cuối thì mình okay. mới được palliative care. Yeah. Tại sao như vậy? Tại vì có rất nhiều bệnh nhân đau mà ví dụ như bị phổi, bị tim, bị thận thì có tới 3, 4, 5, 6 chuyên khoa bác sĩ cứu chữa cho bệnh nhân. Người ta khi người ta vào như vậy thì mỗi người á chỉ lo cái bộ phận của mình thôi. Nghĩa là ông bác sĩ tim thì lo về bệnh tim, ông bác sĩ phổi thì lo về bệnh phổi, ông bác sĩ thận lo về thận. Không có ai quan tâm đến cái đau buồn hoặc cái đau đớn hoặc cái nhiều khi mình đi tiểu không được, nhiều khi đi cầu không được, nhiều khi mình hổ thẹn cái này mình không nói ra thì không có ai quan tâm mấy chuyện đó. Cái người mà palliative care thì người ta lại quan tâm về mấy chuyện đó, người ta lo về mấy chuyện đó. Thì cái palliative care nó có thể bắt đầu không cần phải tới đoạn cuối, mình có thể bắt đầu ngay từ lúc đầu. Và khi mà bệnh nhân khỏi rồi á thì mình không cần palliative care nữa. Cũng có thể là bệnh nhân không khỏi được mà tiếp tục tới đoạn cuối thì palliative care vẫn tiếp tục cho tới cái giai đoạn cuối cùng. Wow, hay quá. Còn khi mà comfort care á thì lại là thường thường là lúc đó là quá nặng rồi. Thường thường là những bệnh nhân đã được đặt hô hấp nhân tạo hoặc bị được lọc máu hoặc dialysis thay vì thận hoặc là những cái khác nữa, thì lúc đó mình thấy là không cách gì mà qua nổi thì mình lại để cho người ta qua đời một cách dễ dàng, không có đau tự nhiên. Thì đó nó gọi là comfort care, là mình gỡ máy hô hấp nhân tạo ra hoặc là không có lọc máu nữa. Và chú ý là cho thuốc để khỏi đau, morphine chẳng hạn, cho thuốc để khỏi bị lo sợ, anti-anxiety đó, là ví dụ như là lorazepam chẳng hạn, để cho người ta ra đi một cách thảnh thơi mà không có đau buồn hơn. Đó nó gọi là comfort care. Vâng, thưa quý vị, đó là ba cái lựa chọn. Và ngày hôm nay thì trong chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Bảo focus, tức là tụ trung vào cái chương trình gọi là hospice care. Và thưa quý vị, chúng tôi tóm tắt lại, có nghĩa là hospice care là cho những bệnh nhân trong giai đoạn cuối, và cái requirement, tức là cái tiêu chuẩn để mà được vào cái chương trình hospice care là bác sĩ bằng lòng chứng nhận cho cái người bệnh nhân này chỉ còn 6 tháng để sống thôi. Và một cái điều rất là hay thưa quý vị, đó là nếu mà cái người bệnh nhân đó đi vào cái chương trình hospice care nhưng mà trong một thời gian khỏe lại thì vẫn đi ra khỏi chương trình hospice care. Tại vì giống như bác sĩ nói đó, nhiều khi hospice care tuy rằng không chữa trị nhưng mà tại vì chú trọng tới cái người bệnh nhân rất là nhiều, làm sao để cho gọi là comfort, không có đau đớn, và không phải là chỉ có giúp cho người bệnh nhân không mà cho cả family member, cho gia đình nữa. Dạ đúng. Thì rất là quan trọng. Cái hospice care đó nó không chỉ vì nó không được thì, điều trị không phải là chỉ một mình bác sĩ người ta mới cho hospice care, trong cái đó là gọi là nguyên một cái team luôn, là nó gọi là interdisciplinary, nghĩa là nó có nhiều cái chuyên khoa khác nhau, bác sĩ chẳng hạn, y tá chẳng hạn, mục sư nếu như mình đúng cần rồi. Người counselor là còn người cố vấn về nhiều thứ như cố vấn xã hội đó, lo về insurance, lo về tất cả những cái giấy tờ, đúng rồi, rất là social worker là cán sự xã hội nữa, thì người ta lo, ví dụ như người ta thấy là mình qualify cho cái program này, ví dụ như có thể là có người đem đồ ăn tới nhà mình, như meal on wheel chẳng hạn, thì người ta sẽ giúp mình để làm những cái chuyện như vậy.
cho nên nó không chỉ giới hạn là bác sĩ chẳng bác sĩ không dạ, vâng. mà có nguyên cả một cái team nữa. À, vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh chia sẻ với quý vị qua cái đề tài hospice care với sự hướng dẫn của bác sĩ Bảo, là tại vì thưa quý vị, cá nhân Vân Anh cũng đã có người nhà trong cái chương trình hospice care, mà thưa với bác sĩ cũng như là quý vị là khi mà người nhà của Vân Anh vào trong cái chương trình này thì lại khỏe hơn. Dạ. Dạ. Cho nên cái điều này để cho quý vị theo dõi chương trình, khi mà có người nhà một lần nữa mà bác sĩ mention, tức là đưa ra cho chúng ta những cái chọn lựa, thì quý vị và các bạn đừng lo sợ. Dạ. Tại một lần nữa đây là một cái quyền lợi cho người bệnh nhân. Thưa bác sĩ Biết Hồng thấy, mình đang thấy là có y tá tới nhà mỗi ngày, dạ. Có người tới là caregiver, tới là tắm rửa, và những cái dịch vụ đó làm rất là nhẹ nhàng và yeah. rất là hay bác sĩ ơi. Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì những người mà người ta chọn làm những cái chuyện đó đó, yeah. thì người ta đã có cái tinh thần dịch vụ rồi, và người ta đã yêu cái công việc của yeah. mình rồi. Yeah. Cho nên nó làm cho mình đỡ được cái gánh nặng của mình đi, là một chút xíu là có người khác giúp đỡ cho và tất cả những cái sự yêu cầu của mình, yeah. thí dụ như là về supply, medical supply, thuốc men là sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Dạ. Yeah. Cái đó thì cũng dễ hiểu thôi, là tại vì khi người ta supply những cái chuyện đó, khi mà mình có private insurance chẳng hạn, yeah. thì yeah. người ta phải quay thử là cái insurance nó có cover hay không, yeah. rồi phải mua được hay không, là trả yeah. tiền bao nhiêu đó. Nhưng mà khi mình vô hospice care rồi, nhất là những người lớn tuổi có yeah. Medicare đó, yeah. thì người ta biết là Medicare sẽ trả tiền cho những cái đó 100%. Yeah. Cho nên cái đó dễ hiểu, là dễ được những cái supply đó. Dạ vâng. Yeah. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đến cái đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, và quý vị cứ tưởng tượng mà xem ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải ra đi, phải không bác sĩ? Yeah. Nhưng mà nếu mà 6 tháng, chúng ta biết rằng cái 6 tháng đó mà chúng ta có được, người Mỹ họ hay nói là quality of life, tức yeah. là một cuộc sống không có phải đau đớn nhiều. Yeah. Và được giúp đỡ về tinh thần, để làm sao khi mà chúng ta từ giã cõi đời này mà ra đi thì sẽ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Yeah. Thì thành ra sau cái talk show ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị và các bạn mỗi khi nghe tới cái chữ hospice care thì xin quý vị hiểu rằng đó là quyền lợi của chúng ta. Cái lựa chọn của mỗi người, mỗi yeah. cá nhân. Nhưng mà nếu như mình biết nhiều về hospice care thì khi mình chọn lựa đó, mình có một cách chọn lựa nó thông minh hơn, hoặc yeah. là nó trùng hợp với lại cái hoàn cảnh của mình hơn. Dạ vâng. Và một cái điều rất là hay nữa thưa quý vị và bác sĩ, đó là những cái cơ hội mà bác sĩ đưa cho chúng ta, nhưng cái người quyết định vẫn là người bệnh nhân cũng như là gia đình. Dạ. Yeah. Yeah. Bác sĩ ha. Yeah. So thay trước khi mình nói yeah. thêm nữa thì muốn bàn với khán giả một chuyện khác. Yeah. Nó cũng liên quan tới cái chuyện hospice care. Là khi mình vào trong bệnh viện rồi đó, nhất là những người mà bị hơi nặng yeah. Chút xíu, mấy người thường thường như mà bị nhẹ nhẹ thì nhiều khi người ta không có bàn tới chuyện này. Nhưng mà khi mình bị nặng đó thì mỗi người đều phải bàn cái chuyện này cho với bệnh nhân, nhân. Yeah. Là đó là nó gọi là code status. Code status là cái lệnh của bác sĩ để khi mà bệnh nhân ví dụ như tắc thở hoặc đứng tim bất thình lình ở trong bệnh viện yeah. thì người ta sẽ làm như thế nào. Nếu như mình coi TV thì mình hay thấy là người ta gọi là code blue đó yeah. ở trong bệnh viện nó gọi là code blue, nó bấm cái nút nó gọi code blue thì bao nhiêu y tá bác sĩ nó tới giường của bệnh nhân thì người ta sẽ làm hô hấp nhân tạo, người ta là CPR đó, người ta đè trên ngực mình, nhồi cái tim lại, người ta sẽ bỏ ống hô hấp nhân tạo vào và người ta nhiều khi phải shock mình lại để cho cái tim nó đập trở lại và điện tim nó trở lại bình thường lại. Cái đó người ta thường thường trong bệnh viện người ta làm gọi là routinely, nghĩa là ai vào bệnh viện khi mà bị tắc thở bất thình hoặc đứng tim bất thình lình thì người ta cũng gọi cái code blue đó. Thì mình phải mình muốn khuyên mọi người là nên suy nghĩ trước, nghĩ tới chuyện này trước khi mình trả lời. Nhiều khi ví dụ như mình nói về những người bệnh nặng mà về ung thư chẳng hạn, mà tới khoảng đường cuối mà còn 6 tháng mà sống thôi đó, thì
làm cái chuyện đó nó nhiều khi nó sẽ tổn thương hơn, là sẽ là gây thêm nhiều đau đớn hơn, thay vì hồi phục lại hoặc là có thể cứu vãn lại được những người bệnh nhân như vậy. Thì cái đó là tùy theo mọi người, cái chọn lựa của mọi người, mỗi cá nhân. Nhưng mà mình muốn bàn như vậy để cho khán giả biết là khi mà cái bác sĩ nói tới chuyện đó thì người ta không có bất ngờ. Khi bác sĩ bàn tới chuyện đó không phải là người ta đã bỏ rơi bệnh nhân, là người ta đã thất vọng rồi, người ta nói không cách gì mà chịu chuyện nữa. Nhưng mà cái đó là routine, nghĩa là mọi người đều phải có cái lệnh đó trước trong cái hồ sơ bệnh nhân khi vào nhập viện. Dạ vâng. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay với đề tài là Hospice Care, mà bác sĩ Bảo là người làm việc trực tiếp với bệnh nhân rất là nhiều, và cá nhân Vân Anh cũng là người family member, tức là một người có thân nhân đang ở trong chương trình Hospice Care. Thì thưa quý vị, đó là một cái chương trình, một cái dịch vụ thật là tuyệt vời mà chúng ta rất là may mắn ở Hoa Kỳ thì chúng ta mới có được cái chương trình này. Cho nên một lần nữa, chọn lựa là tùy ở chúng ta, tùy từng trường hợp, tùy của quý vị. Khán giả, nhưng có ai mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể, nếu như mà liên lạc về với đài truyền hình của mình thì mình sẽ... Quý vị mà có tất cả những cái thắc mắc sau cái chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể email cho VNTV qua cái địa chỉ email là info@vietnewstv.com. Chúng tôi có cái Facebook, quý vị mà quý vị vào thăm rất là nhiều, quý vị cũng có thể đưa những cái câu hỏi đó, và bác sĩ Bảo sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc, câu hỏi cho quý vị. Và không những liên quan với vấn đề hospice care mà tất cả những cái đề tài nào mà quý vị quan tâm trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi, bác sĩ Bảo, giới thiệu với quý vị về chương trình Hospice Care. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mong rằng chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự lợi lạc hơn trong đời sống của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Bảo. Cảm ơn chị.